Rồi hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho chị cách để cho các chị có thể là treo cái con bot Telegram á, cụ thể là cái con bot tín hiệu Telegram 1.4 này các chị đó. Rồi thì mình đã treo cái con bot này là ngày 21 tháng 7 ha. Đó hôm nay là cũng gần một tháng nha các chị, hôm nay cũng đã gần một tháng rồi. Thì đây là cái thống kê tháng 8 ha, đấy thống kê tháng 8 ha, mình chốt lãi đều 100 đô một ngày ha. Rồi thì đây là tháng 7 ha, đây là tháng 7 nè. Đó thì cái thời gian đầu mình cũng test nên là mình ăn cái lãi nó hơi nhỏ hơn là cái tháng 8 này ha. Rồi thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho chị cái cách treo con bot 1.4 này, vốn nó hơi lớn anh chị. Mình đã treo là cái bot này vốn tới 1k là 1.000 đô lận, thì anh chị nào vốn nhỏ hơn thì cũng có thể là treo được ha. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vào phần chỉnh sửa cho anh chị coi cái gói mình này mình chạy như thế nào ha. Rồi tên cái bot thì mình để đơn giản là 10 mà bot 14 ha. Rồi có đầu tư thì mình sẽ để là 1.000 đó, và tín hiệu thì mình sẽ chọn là con bot with 1.4 ha. Rồi chiến lược của nó vốn này mình đi cái quản lý vốn là Victor 2 ha. Đó thì một chút xíu nữa thì mình sẽ chia sẻ chị cách để cho các chị đi vốn nhỏ hơn ha, nếu như anh chị nào không có vốn lớn ha. Đấy đấy thì đây mình sẽ tích vào hết ba chỗ này ha, thì mình sẽ chốt lại 10% ha. Đó nếu như mình là bỏ ra 1.000 đô mà treo cái quản lý vốn này rồi thì mình sẽ cắt lỗ luôn 1.000 đô ha. Thì cái chỗ tín hiệu chờ này anh chị là bấm vào cái chỗ là thua nè đó anh chị. Cái chỗ thua ba lệnh liên tiếp á, mình sẽ để là ba ha, rồi sau đó là mình sẽ chỉ tích vào cho nó hoàn thành quản lý vốn của mình ha. Đó thì mình đã treo như vậy đấy. Rồi nếu như anh chị nào mà cái vốn nhỏ hơn á, thì anh chị có thể là xóa lệnh đi ha, anh chị có thể là xóa bớt cái lệnh này đi nè đó, tùy theo vốn anh chị mà anh chị xóa ha, xóa bớt. Thì tất nhiên anh chị xóa hàng một thì phải xóa luôn cái hàng hai cho nó đều nhau ha. Đấy và anh chị có thể là thêm số không phía trước để anh chị có thể tập kéo lệnh nó dài ra ha. Đấy hoặc là nếu anh chị nào mà cần cái quản lý vốn nhỏ hơn nữa, ví dụ như là cái quản lý vốn mình để cho màn hình nè đấy, thì anh chị có thể liên hệ với mình để mình gửi cho anh chị cái quản lý vốn đó ha. Đó ví dụ như vốn anh chị 1.000 đô hay gì đó, thì nó sẽ ra lên hơn là hơn 20 lệnh ha, chứ nó không phải là 20 lệnh giống như cái vốn mặc định của nó ha. Đấy thì anh chị nào cần thì anh chị liên hệ mình để mình gửi đấy. Rồi thì ở đây mình có cái phương pháp là chữ T ngang là nó tạo cùng một ngày với lại con bot là 1.4 ha. Thì những cái clip sau thì mình sẽ hướng dẫn cho anh chị cách treo cái con bot chữ T ngang này ha. Đấy, thì cái đây mình cái lãi nó sẽ thấp hơn ha. Hẹn gặp anh chị trong những cái video lần sau để mình chia sẻ cái con bot này ha, nếu như nó chưa bị gãy ha. Đấy.